khoảnh khắc Ronaldo từ chối vào sân trận gặp Tottenham. Ronaldo được trông thấy lắc đầu, ra dấu tay không đồng tình khi huấn luyện viên Erik ten Hag nói điều gì đó trong trận thắng Tottenham 2-0 tối ngày 19 tháng 10. Tối ngày 25 tháng 10, một tài khoản TikTok gây chú ý khi đăng tải video các fan tin đó là khoảnh khắc Ronaldo từ chối đề nghị vào sân thay người của huấn luyện viên Erik ten Hag vài ngày trước. Khi trận đấu trôi vào những phút cuối, Ronaldo đang ngồi ở khu kỹ thuật và nhà cầm quân Erik ten Hag trao đổi điều gì đó với anh. Siêu sao Bồ Đào Nha vẫy một ngón tay và lắc đầu. Chân sút 37 tuổi sau đó bước ra khỏi chỗ ngồi, xuống phía dưới, đứng dựa vào logo MU một lúc. Anh được trông thấy bắt tay hai đồng đội Jadon Sancho và Casemiro khi họ được rút ra nghỉ. Ronaldo đi qua chỗ một số đồng đội đang khởi động, ngoái lại nhìn diễn biến trên sân trước khi đi thẳng vào đường hầm dù trận đấu vẫn chưa kết thúc. Đoạn video lại trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một fan chia sẻ, Ronaldo lần này sai rồi. Bất kỳ ai nói khác đi, bao gồm cả Roy Keane, cũng sai. Huấn luyện viên là người có quyền và bạn phải làm điều được yêu cầu. Ronaldo không còn ở đỉnh cao phong độ nữa nên không thể ra sân ngay từ đầu ở mọi trận đấu hoặc gây ảnh hưởng lớn tới trận đấu như trước. Cậu ấy cần nhận ra điều đó. Cậu ta đang hủy hoại di sản của mình ở United. Có một điều chắc chắn, cậu ấy sẽ không hành xử như vậy nếu Sir Alex vẫn tại nhiệm, người khác bày tỏ. Thôi nào, Ronaldo đã tỏ ra rất thiếu tôn trọng thầy, ý kiến thứ ba cho hay. Tình huống siêu sao kỳ cựu bỏ về sớm tối 19 trên 10 trở thành tâm điểm bàn tán hơn cả việc Quỷ Đỏ có trận đấu hay nhất từ đầu mùa khi thắng Tottenham 2-0. Trong cuộc họp báo vài ngày sau, huấn luyện viên Ten Hag xác nhận Ronaldo từ chối vào sân thay người cuối trận. CR7 hứng chịu bão chỉ trích từ người hâm mộ và cả những người từng là đồng đội cũ tại MU. Ngược lại, một số danh thủ như Roy Keane hay MC Piers Morgan lên tiếng bênh vực Ronaldo khi cho rằng để một cầu thủ tiếng tăm và có lòng tự tôn cao như anh ngồi dự bị hoặc tung vào sân phút cuối là một sự thiếu tôn trọng. Ronaldo cũng lên tiếng sau sự cố, giải thích về khoảnh khắc nóng này làm mất hết những gì tốt đẹp nhưng từ chối đưa ra lời xin lỗi. Anh bị kỷ luật nội bộ, phải ngồi ngoài trận đấu với Chelsea hôm 23 tháng 10, tập riêng một vài ngày và nộp phạt 2 tuần lương. Sáng ngày 25 tháng 10, siêu sao sinh năm 1985 và huấn luyện viên Ten Hag được cho đã có buổi trao đổi thẳng thắn và anh trở lại tập với đội 1. Theo The Sun, không rõ liệu Ronaldo có được thi đấu ở Europa League khi MU làm khách trên sân Sheriff tối ngày 27 tháng 10 hay không. Truyền thông Anh đồn đoán về khả năng Ronaldo rời MU vào kỳ chuyển nhượng mùa đông tháng 1 năm 2023.